ສະບັບອາສາຕໍຕ້ອມສະຫຼົງຕົກງົວວັດສະຫຼົງ đầm bầy dốc đồng hoàn bên ai bận ở cả một năm pi bận ở bảy bảy ông kho tầm nóc tivi và chúng tôi sẽ nhắc lại ở trận tranh tháng ba chiến thắng thuộc về xà lôn một của Mỹ Sen và bây giờ là giây phút mà chúng ta chờ đợi nhất trận chung kết thưa quý vị và các bạn trận chung kết giữa tầm nóc hai và ông kho đội ghe trong trang phục màu xanh bơi bên trái màn hình là tầm nóc hai màu tím quen thuộc đó là ông kho liệu một chùa giành cả hai chức vô địch ở hóng bóng bóng này hay không chúng ta cùng chờ xem tôm núp nữ đã vô địch liệu tôm núp hai tôm núp nam có vô địch hay không trên màn hình hiện giờ chúng ta thấy tôm núp hai đang nhỉnh hơn so với ông kho đội ghe bờ bên trái màn hình trong trang phục màu xanh ghe số 10 với người ngồi mũi đã giấy nón ra ký hiệu tăng tốc đang dẫn trước so với ông kho nhưng bây giờ thì ông kho bắt đầu tăng tốc chiếc ghe màu tím cũng bắt đầu tăng tốc cả hai đang lao vùng bút cả hai đang lao vùng bút trên dòng sông Marlboro vẫn còn những hy vọng vẫn còn những cú nước rút chúng ta cùng chờ xem màu xanh là tôm núp màu tím là ông kho màu xanh là tôm núp màu tím và ông kho hai ghe vẫn còn rất là so kè khi đã tiến vào khán đài 10m 5m đích đến đã hiện ra và chúng ta có lẽ đã nhận ra nhà vô địch rồi thưa quý vị và các bạn chúng ta có thể đã nhận ra nhà vô địch rồi nhưng phải chờ trọng tài kết luận hết sức bình tĩnh chúng ta xem lại đoạn phim chiếu chậm là chờ ông kho đang dẫn trước nhưng tôm núp vượt lên và tôm núp là đội đã chạm đích trước ông kho như vậy năm nay chức vô địch áo vàng bóng nữ và nam được thiêu về tôm núp của An Ninh Châu Thành xin chúc mừng tôm núp An Ninh Châu Thành.